sáng ngày 5 tháng 6 tại xã Đồng Lai, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, tháng hành động vì môi trường, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khắc Long, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Lạc, đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc. Ngày Môi trường Thế giới năm 2024 được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNESCO phát động với chủ đề phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa, nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa, khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng hãy chung tay góp sức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, có những hành động thiết thực, tích cực trong việc sản xuất, tiêu dùng, quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, không xả rác, chất thải bừa bãi ra đường đi và nơi công cộng. Hãy trồng nhiều cây xanh xung quanh môi trường của chúng ta đang sống, có những hành động thiết thực để giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cần nâng cao nhận thức, coi nội dung phục hồi đất, chống hạn hán, sa mạc hóa là một phần không thể tách rời của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng nhân dân tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tại các khu vực công cộng trên địa bàn xã Đồng Lai, đồng thời tổ chức diễu hành, cổ động dọc các tuyến quốc lộ trên địa bàn huyện.